Thành phố Hà Nội đã lập hơn 900 tổ công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy đối với loại hình nhà trọ, chung cư mini. Qua kiểm tra, chỉ riêng tại quận Cầu Giấy đã phát hiện hơn 2.800 cơ sở không đảm bảo lối thoát nạn. Công tác kiểm tra cũng đang gấp rút tiến hành ở nhiều quận huyện trên địa bàn thủ đô. Một con ngõ nhỏ ở phường Láng Thượng có tới hàng chục nhà trọ, chung cư mini cao tầng nằm sâu trong các hẻm nhỏ. Chủ nhà này đã mở lối thoát nạn ở chuồng cọp, thế nhưng khi được yêu cầu mở ra thì không nhớ là chìa khóa nào. Hay như chủ trọ này đã lắp cửa ngăn cách khói khu vực để xe với cầu thang thoát hiểm, thế nhưng phía trong buồng thang lại là nơi tập kết các bình ga. Cửa sổ trong các căn cho thuê chưa một lối thoát nạn, cũng không có thang thoát hiểm. Thì bây giờ là tôi cũng giả biết coi như là thì trên yêu cầu nào tôi làm như thế thôi, chứ còn đâu là quan trọng thì chắc là có quan trọng. Chắc là có quan trọng. Thế nên dù lực lượng chức năng đã nhắc nhở từ năm ngoái, nhưng đến giờ những tồn tại này vẫn chưa được ông Doanh khắc phục. Bên cạnh đó vẫn có những chủ trọ thực hiện nghiêm quy định phòng cháy chữa cháy. Như tại khu trọ này, tầng 1 để xe trang bị đầy đủ hệ thống chữa cháy tự động, lắp cửa chống cháy và ngăn khói từ khu vực để xe với các tầng trên. Ngoài lối thoát nạn trên tầng thượng, mỗi phòng đều có cửa thoát nạn riêng, treo sẵn thang thoát hiểm. Về cái vấn đề đầu tư thì không thể nói là sót hay không sót được, mà làm sao để cho là an toàn cho cuộc sống của gia đình mình với cả các bạn đang ở nhà mình. Sau vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Hạ, quận Thanh Xuân năm ngoái làm 56 người thiệt mạng, việc kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy được siết chặt. Những trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm. Năm ngoái có một trường hợp mà chúng tôi xử phạt nặng nhất thì là gần 100 triệu. Hiện nay thì gia đình cũng đã khắc phục rồi. Và chúng tôi cũng vẫn đang tiếp tục phối hợp đi kiểm tra lại, đôn đốc kiểm tra lại. Nếu có những cái sai phạm, chúng tôi vẫn tiếp tục xử phạt. Đề xuất phối hợp giữa ban ngành, đặc biệt là ngành điện, có thể ngừng cung cấp điện đối với nhà chậm khắc phục. Chây ý không khắc phục thì để làm sao các chủ nhà trọ nhận thức được và có sự chuyển biến để thực hiện các giải pháp về trước mắt về an toàn phòng cháy cháy. Quận Đống Đa hiện đã kiểm tra được 700 cơ sở trong tổng số hơn 2.000 cơ sở nhà trọ trên địa bàn. Trước mắt nếu phát hiện vi phạm sẽ cho các chủ nhà trọ thời gian để khắc phục. Hết thời hạn nếu vẫn không đảm bảo sẽ tiến hành xử phạt theo quy định.